Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay công trình xây dựng nhà văn hóa của thôn nha. Đây, chỉ có 3 bác thợ đang làm thôi. Hôm nay là lắp cốp pha về để đổ bê tông mái hiên nha, đổ trần mái hiên nha. Sao hôm nay mới có 3 người thôi hả ông Vi? Này, đây anh ấy, các bác các chú là cũng đang lắp ghép dàn giáo. Thì công trình này cũng xây dựng được khoảng 60-70% rồi mọi người nha. Chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là công trình sẽ hoàn thành. Cái kia các thứ, vật liệu các thứ là đầy đủ tại chân công trình rồi nha mọi người nha. Đây là toàn bộ khung cảnh của nhà văn hóa đã hình thành nha. Chỉ đổ chân mốt mái hiên nè ông Vi. Chỉ đổ chân mốt mái hiên nè. Anh cán bộ ra hơi muộn đấy. Chắc hôm nay thì mấy bác mấy chú thì cũng chỉ làm xong phần khung rồi, cây cột chống đỡ. Và ở đây thì chiếc máy xúc này thì hôm qua cũng vừa san lấp mặt bằng nhà văn hóa xong nha. Hôm nay thì trời cũng mới sáng ra mà cũng rất là nắng rồi. Từ giờ đến trưa nữa chắc còn nắng nữa. Thế nó báo hôm nay mưa. Hôm qua thì nó báo đấy. Cho thế nó báo mà. Lấy cửa lốc ra quẹt quẹt cho nó phát là hết đi. Ông Vi ơi, sao ông Vi lại cắm cái bình siêu tốc vào đấy? Cái này cắt sao được cái đấy? Cái đá này cắt sao được cái khủng gỗ này? Nó lâu. Ông Vi lấy cưa lốc ấy, cắt cho nó nhanh ra, anh ấy bỏ cưa lốc ở đâu ấy kia kìa. Ui giời, xẹt xẹt nó nhanh hơn là cắt cái này. Đấy,